Hello mọi người nhá, hôm nay em bắt đầu mở vườn cam đường canh. Đấy, mở vườn cam đường canh. Để mà vườn cam này mà đứng số 2 thì không có vườn cam mà đứng số 1 hết. Lượng quả Tết quá đều luôn. Mọi người thấy không? Quả năm nay nhà em làm quá đẹp luôn này. Hiện tại ở vườn này là nhà em đang có 500 chậu. Đấy, 500 chậu, chậu là cũng như hình luôn nhá. 500 chậu cam chít quả luôn, không để đâu hết quả. Đây, cây nào cũng thế, càng đi vào trong thì quả càng sai, quả càng đẹp. Đây em đi một vòng cho mọi người xem. Đấy, nhà em có 500 chậu này, mấy hàng nhá. Đấy, cả bên trong đó, cây nào cây đấy cực đẹp luôn. Em bắt đầu mở vườn, anh chị em ủng hộ em nhá. 500 chậu cam y chang như hình nhá, toàn bộ quả không, sợ thật ý. Đấy, toàn bộ quả này, sở đâu cũng thấy khối quả nó quá nhiều anh em ạ. Cây nào cũng đã gò tán và quả chiếu chịt. Anh em lấy alo em.